dĩa nè chị ơi. Thịt nó trắng bóc. Đâu quá, nhiễm rồi. Trời, sánh, rất là sánh. Này. Ở chiên nước mắm, trời cái đùi. Cái đùi nó chà bá luôn quý vị ơi. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Miền Tây Phố. Và hôm nay thì Thanh Long sẽ mời các bạn về Cao Lãnh để chúng ta cùng bắt đầu thực hiện một cái series mới, chính là khám phá ẩm thực của Cao Lãnh. Và hiện tại Thanh Long đã có mặt tại một cái quán rất là đặc biệt. Đây chính là quán cơm ớt 30K của Cao Lãnh. Đây sẽ là một tập đầu của chuỗi series khám phá ẩm thực Cao Lãnh. Thì mời quý vị cùng về Cao Lãnh cùng Thanh Long để mình trải nghiệm, cùng khám phá một vùng đất đặc trưng của Đồng Tháp. Và bây giờ chúng ta hãy vào quán để mà mình review thử trong đây có những cái món ăn gì hấp dẫn quý vị nha. Đi thôi. Đây. Trước mắt Thanh Long chính là một dãy những cái những cái nồi đất nha quý vị. Rất là dễ thương. Đó. Trong đây thì có nhiều món. Ví dụ như là cá rô nè, cá rô kho tộ nha. Ớt kho sả nè. Thịt sườn cũng rất là hấp dẫn luôn. Nước thì đặc quến. Đó. Này chấm rau ăn thì ngon khỏi chê ha. Nhìn hấp dẫn quá. Còn đây là cá bóng cũng kho độ có tiếp mỡ nên hấp dẫn quá. Đây là một trong những cái quán mà rất được thực khách ở thành phố Cao Lãnh ưa chuộng. Bây giờ chúng ta hãy cùng qua bên kia để coi hỏi có phải anh chủ đang đứng bệnh không ha. Rồi, trời ơi, cà nè quý vị, cà nướng nhìn vàng ươm hấp dẫn quá, thơm nha, một hồi sang nó. Ok. Đây rồi. Rồi chào anh. Quý vị, anh Duy chủ quán cơm ếch 30K. Anh Duy, em đang thấy anh đang nướng ếch đây đúng không? Dạ đúng anh. Rồi sao ếch này là ếch đồng hay sao mà dần khe vậy? Ếch này là em ếch này là ở ếch nuôi. Ếch nuôi. Nhưng mà ếch đồng thì số lượng thì nó không có nhiều. À. Ếch nuôi nhưng mà cái này nó vàng là do là tụi em quét nghệ lên. À. Tụi em trộn vào quét nghệ lên cho con ếch nó có cái hấp dẫn á. À, nhìn dạ. Màu rất là bắt mắt và rất là gì muốn ăn. Dạ. Dạ. Ếch này rất là chắc thịt anh. Dạ. Thì tụi em mua ở những cái dựa. À. Cái dựa ở Tân Hội Trung á. Dạ. Tụi em về tụi em rộng cho nó khoảng chừng 4-5 ngày ăn cho nó con ếch nó săn lại. Yeah. Nó săn lại thì khi mình ăn con ếch thì nó cảm nhận nó giống như con ếch đồng vậy. Quán em thì nó có một số cái món của miền Tây Nam Bộ á. Yeah. Thì có những cái món là như canh chua mẻ nè. Canh chua mẻ gồm có cá hú, cá điêu hồng. Yeah. Rồi cà là lương. Yeah. Cá kèo. Cá kèo. Đặc trưng nhất là ếch. Vẫn là ếch. Ếch nấu mẻ anh ăn rất là ngon. Yeah. Một số cái món kho như là mới kho trong cái nồi đất á. Ừ. Là cá bóng, cá lòng tông. Yeah. mấy món cá ở miền Tây Nam Bộ mình không à. Yeah. Một ngày không biết thì quán mình tiêu thụ khoảng bao nhiêu ký ếch anh? Dạ, nếu mà thời lúc cao điểm thì một ngày em có thể là lấy tầm khoảng 4-50 ký ếch. 4-50 ký ếch. Dạ, rất là nhiều. Tại khách ở đây người ta ưa chuộng cái ếch thứ nhất là ếch nướng, thứ hai là ếch chiên. Ừ. Dạ. Ếch nướng người ta ăn nhiều hơn. Dạ. Nướng thử nha quý vị. Tầm khoảng 200-300 gram lên. Có đài chín chưa anh? Dạ, con này là anh nướng cái da chút xíu này gần chín. Dạ. Vô than. Quý vị ơi, chú ớt rất là vàng ươm nha. Đó. Đó. Thịt không hà. Thì như anh Duy chia sẻ thì đây là con ếch mà mình nuôi trong dèo. Thì thịt nó sẽ chắc hơn so với ếch mình nuôi công nghiệp ăn thức ăn. Thì ếch nuôi xong chúng ta sẽ bỏ vào dèo, nó sẽ lớn, nó sẽ chung là
cho chế độ giảm cân của nó sẽ thịt nó dẻ lại và mình ăn nó sẽ ngon. Dạ. Không gian quán rất là bình dân, gần gũi, có những cái bộ bàn ghế bằng tre, rồi trên là cái trứng cá, ngồi rất là thoải mái và mát nữa. Mùa hè mà chúng ta về đây chúng ta ngồi thì còn gì bằng nữa. Có dịp đi ngang Cao Lãnh thì mọi quý vị hãy ghé ngang địa chỉ đây là địa chỉ nào anh? Dạ, 16 đường Ngô Thị Nhậm, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. À, số 16 đường Ngô Thị Nhậm, thành phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có quý vị nào có dịp đến Đồng Tháp thì ghé đây dùng thử một vài món đặc sản ở quán để chúng ta cùng biết hơn về ẩm thực của miền Tây. Anh muốn em nướng con ếch này anh là em làm chế biến cho anh xem không? Vậy hả? Vậy thì quá hay rồi. Rồi, mời em. Lấy con ếch này con anh nướng luôn ha. Ok. Rồi. Đây ăn được rồi đúng không? Dạ được. À. Quá trời đồ. Ếch nướng sau mình sắc ra, sắc làm 2 làm 4 gì đó, miếng vừa ăn đúng không? Dạ, nướng con ếch bự thì anh cắt làm 4 làm 5 anh. Dạ, làm 4 làm 5. Thịt nó trắng bóc. Giận quá thơm quá gì ơi. Rau răm bỏ vào nè. Rồi. Đây, nước mắm gừng anh. Nước mắm gừng. Dạ, nước mắm gừng. Dạ. Mắm gừng nha quý vị. Chế vô rồi trộn lên hả? Dạ. À. Trộn cho nó thấm vô đó. Dạ. Dạ. Quý vị thấy không? Món ăn của miền Tây mình á rất là đơn giản trong cách chế biến, hay là mình nướng ếch nào rồi cái ăn thua là nước chấm mình pha chế như sao, và đặc biệt cái sự khéo tay của người đầu bếp và cái người thợ, người ta sẽ làm ra những cái hương vị đặc trưng của một cái món ăn. Mà khi ăn ẩm thực miền Tây thì quý vị sẽ nhớ mãi cái hương vị, và chính vì cái sự đơn giản mà tinh tế này đã làm nên một cái chất rất là đặc biệt của ẩm thực miền Tây mình. Rồi, ăn hấp dẫn. Quý vị ơi, xong rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ ra bàn rồi mình thử thức buổi trưa ở đây, rồi Thanh Long sẽ chia sẻ với quý vị cái cảm nhận từ các món ăn do từ thịt ếch này ha. Rồi, vào bếp, vào bàn thôi. Đi ra. Tên tên. Cô dì ơi, nhìn nó trắng nõn nà luôn, thấy cưng không? Trời ơi. Ngon quá. Cái này chỉ có Cao Lãnh nha quý vị, thành phố Cao Lãnh. Quý vị ơi, bây giờ thì Thanh Long đã vào bàn rồi. Rất là nhiều món về ếch. Có ếch chi nước mắm nè. Rồi ếch này là ếch nướng nước mọi, ớt nướng mọi. Rồi đây là cái lẩu ếch nhúng mẻ. À, còn hai cái thố này thì đây là cá kèo kho khô nha, kho khô miền Tây nước rất là sệt, rất là quánh. Đó. Ăn với cơm là khỏi chê. Yeah. Còn thố này chính là thố cá hú. Cá hú nướng cũng là kho khô tiêu luôn. Thơm quá. Miền Tây thì rau rác rất là nhiều. Đây chuối nè, còn rau má ha, có xoài nữa. Một hồi mình sẽ dùng cái này mình chấm với đồ kho khô đấy. Còn bên kia là cái rổ, cái mẹt rau để mình nhúng với lẩu. Bắp chuối bắp chuối nhìn hấp dẫn quá. À, còn đây là cà nướng, hồi nãy mình đi ngang mình có cầm qua mình review quý vị coi đó. Đó. Và giới thiệu quý vị, đây là anh Quốc Vĩnh, một người anh chung cơ quan, đã từng xuất hiện trong một tập đó là Du Ký Cà Mau. Thì hôm nay thì đến quán này cũng nhờ anh Đức Vĩnh kết nối để gặp anh Duy đây. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình thử mình dùng cái món này anh ha. Dạ. Yeah, dạ. Yeah. Ở đây thì ăn cái nào trước ta? Mời anh Vĩnh, mời anh Duy. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Ừ. Đây. Ăn cà nướng đi. Cà nướng ha. Dạ. Yeah. Ok. Cà này nướng khéo quá, nhìn nó vàng ươm, rất là ra đều. Dạ. Cà nướng ăn với cơm bắt dữ lắm. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Dạ. Đây quý vị, miếng cà vàng ươm mà nó nhìn nó rất là đẹp luôn. Cái nước tương này chấm gì? Dạ, cái này nó có nước chấm, có nước trong đó là ăn. À, có nước chấm sẵn ha. Dạ, dạ. Dạ. Thơm nha. Cà rất là mềm. Cái vị nước mắm đã có sẵn rồi, nó hòa quyện với nhau, thơm ngon lắm. Vừa ăn luôn ha, cà nướng. Dạ, vừa ăn. Ngon lắm anh. Quý vị thấy không, trên cái bàn này nè, tất cả đều rất là gần gũi. Từ một cái bàn tre cho đến dĩa hay là chén, thậm chí là cái tô, cái nồi, đều là đậm chất của miền Tây mình.
Hồi xưa mình có thể là gặp những chén sành, những cái nồi đất này nhiều ở dưới quê, nhưng bây giờ thì muốn tìm lại những cái hình ảnh này cũng rất là khó. Và tại số 16 đường Ngô Thị Nhậm, phường 1, thành phố Cao Lãnh này sẽ giúp quý vị tái hiện lại một cái phần nào trong cái khi mà về miền Tây, đặc biệt là dịch Đồng Tháp của mình. Rồi, tiếp theo là ếch nha. Ếch là ếch chiên nước mắm. Ếch chiên nước mắm, trời cái đùi. Cái đùi nó chà bá luôn quý vị ơi. Mình thấy toàn là thịt nó nạc trắng ngần, chiên mà nhìn màu hấp dẫn lắm. Đây, thấy không? Ngon không? Đó. Cái này là chiên nước mắm sẵn rồi cho nên mình chỉ cần ăn thôi. Rất là ngon. Thịt nó ngọt nhưng mà có cái vẻ tươi, rất là tươi. Dạ. Em ăn bên cạnh tôi em thấy độ dai của nó, dai, thịt rất là chắc. Dạ. Quán mình mở cửa bắt đầu từ mấy giờ tới mấy giờ anh Duy? Em mở là từ lúc 8 giờ rưỡi cho tới 7 giờ tối anh. Dạ. Tới 7 giờ tối. Dạ. Dạ. Khách ở đây đối tượng của mình là những ai anh? Ở đây thì nói chung dân ở khách ở Cao Lãnh là nhiều. Khách văn phòng cũng có. Rồi khách buôn bán làm ăn cũng có. Dạ. Rồi mấy học sinh sinh viên cũng có anh. Dạ. Đa số là khách làm văn phòng với là nhân làm ăn người ta ghé quán em ủng hộ nhiều. Chứ dân lao động nữa. Tại vì ở đây em bán thì một phần chỉ có 30.000 thôi, nhưng mà một phần kho với một phần canh lẩu thì có thể là ba người ăn được. Thì nếu mà anh kêu một cái lẩu ếch với một cái phần cá kho thì chỉ có 85.000. Có thể ba người ăn, nhưng mà cơm ở đây thì em không có có tính thêm. Nói chung là cơm em coi như là bao no, bao no. Dạ, chỉ tính đồ ăn thôi, chỉ có khoảng là 85.000. Chúng ta đã có thể là có lẩu nè, có cá kho nè, từ cơm ăn thì bao la bao no, còn rau rém đồ ăn cũng rất là nhiều, chúng ta có thể chiêu thêm. Đến quán ếch, cơm ếch 30k này ngoài việc thích những cái món như là ếch chiên nước mắm, ếch nướng mọi hoặc lẩu ếch thì chúng ta còn nhiều món khác như là cá nướng, ủa như là cá kho khô, các loại cá và có thịt, thịt kho khô cũng rất là ngon. Đặc sản ở đây là con ếch, quý vị thử thưởng thức miếng ếch đi để thấy cái vị ở đây nó như thế nào so với những nơi khác. Ăn đi anh. Dạ dạ dạ. Em lấy cái này cho. Ủa ngọt quá. Ngon không? Ngọt. Ngọt mà dai. Dạ. Lý do nào mà anh Duy lại chọn mình kinh doanh cái món quán ăn nằm chuyên đặc biệt gì hết này, không có món khác? Dạ thì tại vì ếch ở mình, ở miền Tây mình, nhất là ở chỗ đồng bằng Tháp Mười mình đó. Thì nó phong phú, thì em mới lên cái ý tưởng là đầu thời thử một cái món ếch, nhưng mà lấy đặc trưng là ếch, tại sao không kêu cá, không kêu con này con kia, nhưng mà ta kêu con ếch, tại vì con ếch thì nói chung là nó gần gũi với đất sen Hồng mình. Thì em mới lên ý tưởng là chế biến thử mấy cái món ếch đồng quê mình ăn thử xem như thế nào. Thì nói chung là khi mà mở ra thì cũng được nhiều ở khách ở Đồng Tháp ủng hộ. Dạ. Mấy khách ở tỉnh nữa. Dạ. Cũng rất là mau quý vị, mình vô ngồi thôi bàn đấy là chừng khoảng 5 đến 10 phút sau là có món ăn ngay. Vì những món kho thì các bạn đã có sẵn rồi. Dùng thử miếng lẩu này nha. Dạ. Mà ếch nấu mẻ thì khỏi chê rồi quý vị, chúng ta thường nó ăn canh chua rồi nhiều đúng không, hoặc là nhưng mà nấu với mẻ này ăn thì nó cái vị nó lạ hơn, bởi vì cái độ chua của mẻ và thơm của mẻ nó hòa với cái vị của ếch, mà ếch tươi ăn vô miếng nó vừa ngọt, nó vừa thanh mà nó vừa thơm. Cái nồi lẩu mẻ này em có đặc biệt này là nó phải có rau muống đồng. Dạ. Và ngó sen. Nói chung là hai cái món đó là tại vì bình thường nếu mà ở ăn một nồi lẩu mẻ canh chua khác thì có thể là rau muống nuôi, rau muống trồng, muốn trồng, còn ở đây em đặc biệt là phải rau muống đồng hết. Dạ. Như lại là ngó sen á, ngó sen của mình anh, để vô ăn rất là thơm. Thưa quý vị, đây là rau muống đồng. Rau muống đồng mình trồng không được nha. Đặc biệt nó vậy đó, phải hái và có người đi hái. Dạ. Rau muống đồng là rau muống mọc quang. Đây, mình sẽ thưởng thức qua cái đùi con ếch.
Dạ. Đây. Rồi quý vị. Mua là nước mắm hay nước ép ta đúng không? Dạ, nước mắm rồi. Đúng rồi. Nước mắm và muối ớt cũng được anh. Tùy cách ăn á. Ngon quá, cái nữa mới miệng diễn tả được. Anh Vinh, cái đùi ớt này anh Vinh. Cảm ơn. Ngon lắm quý vị. Cái vị của cơm mẻ và cái độ chắc của thịt ớt thơm ngon hòa với nước mắm mà có mình có dầm ớt cay vô đó, ăn nó vừa mặn mặn, nó ngọt mà nó thơm, lùa miếng cơm nữa, trời ơi thứ gì chưa nói. Cái mua ớt nó thèm à, ngon quá. Hồi nãy giờ ăn thịt ớt không quý vị ơi, một cái nồi lẩu ớt này rất là nhiều thịt, cũng là ba người ăn ha. Dạ. Có hơi quẹt. Nước có gì? Nó sền sệt. Mà cái vị của rau răm nè. Có rau răm nè. Rồi rau má nãy mình vừa lấy. Và có ớt. Ớt mà kho quéo chung với cá kèo luôn. Ăn vô cái nó cay cay, nó ngọt, nó ngon. Đặc biệt món kho với miền Tây là cái hậu nó phải ngọt. Và nó phải sệt. Nó càng sệt nó càng ngon. Chấm nha. Nước kẹo sến luôn quý vị ơi, sánh rất là sánh. Này. Xoài chua chua. Rau má thơm. Nước mặn mặn ngọt ngọt ăn đã. Miếng nữa nè. Đêm rất là vừa ăn. Có kèo không? Thịt cũng chắc. Đêm kho nó đã thấm rồi, thịt con cá mình cho nó săn lại, ăn thích dễ sợ. Thì cái không gian này nè, khách hàng rất là thích, bởi vì nó vừa mát mà vừa thoáng, thoải mái. Thì mỗi lần trước Long ghé đi ngang quán này quý vị vẫn ra đây ăn, ngồi ăn thay vì mình phải vô quán, vô cái trại cũng rất thoải mái luôn, nhưng mà ở đây Long thích hơn vì không gian nó thoáng mát mà đi có cây xanh nữa, thiên nhiên đường bụi. Anh Vĩnh có thường ghé đang không? Thỉnh thoảng tại vì nhà mình cũng gần cho nên cái nào mà mình đi mà xã mà dạ, cảm ơn. Có dạ. Thì không ai nấu cơm á, mình cũng lại đây ăn. Dạ. Đây quý vị, bữa trước có ếch nè. Thì bà xã đi công tác rồi ghé đây ăn đúng không? Đúng rồi. Cái vị ếch nướng mọi này nè, nó thơm riêng khác so với chiên nha. Bởi vì trong này có nghệ và gừng. Cái vị cay của gừng á, nó sẽ làm thịt ếch mình nó tăng thêm cái độ ngọt và mình sẽ không có nghe được cái vị tanh, hoặc đặc biệt là không có hôi khói. Ăn rất là thơm. Một món ăn rất là đặc biệt. Đó là món đặc trưng của quán đó. Dạ. Ếch nướng nghệ là món đặc trưng của quán này. Ở miền Tây quý vị, thì con ếch này có thể là chế biến được nhiều món, giống như là ếch trong kho phả nè, ếch với lá cách, hoặc là ếch tiêu găm, ếch tàu lăng, ếch nướng mọi mà nướng muối ớt ướng nướng thường chứ không có giống như mình quét nghệ lên. Và cái công thức của quán cũng rất là đặc biệt, có nước mắm gừng rất là vừa ăn, ngon lắm. Hãy subscribe.
Ngon quá, ăn mà lã cái mồ hôi luôn quý vị ơi. Cái món này nó vừa ăn mà ớt là thơm, ngon, thịt nó dẻ chứ không có bở giống như ở ngoài chợ nha. Số 1. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức húp miếng nước của cái nồi lẩu ớt này. Ôi ôi canh nước nè. Nước nước mẹ đó quý vị. Ngồi đó được đó cưng. Ngồi đi cưng. Đó. Cái tinh túy của cái nồi lẩu là trong đây này. Nhưng mình có thói quen khi nào mình ăn cái gì nóng nóng á, mình phải hay ngửi, ngửi để có cái vị nó thơm như thế nào. Ngửi là để thưởng thức á. Đúng rồi. thích ngửi lắm. Trà cũng vậy, là mình sẽ uống qua, trước khi uống mình phải ngửi miếng để coi cái mùi vị ra sao rồi mình mới có cái cảm nhận riêng khi mà mình ăn hoặc uống xong. Nước thành thành cái vị chua của cái mẻ vẫn còn. Dạ. Còn vị ớt nó ra làm cho nó ngọt thêm vào nước của mình. Dạ. Ừ. Như anh chia sẻ thì cái nồi lẩu này nó cũng có công thức đặc biệt của quán, cho nên là niêm nếm của miền Tây nó cái gì biết rồi đó. Đã không nhà biết thôi, mà mấy người đã vào bếp rồi đó, thì niêm nếm rất là lạ và ngon. Và khi chúng ta đến với quán Cơ Bếp BBK ở 16 Ngô Thị Nhậm, phường 1, thành phố Cao Lãnh thì cái vị nó đặc biệt nữa. Đến đây điều gì ơi, chúng ta hãy một lần thưởng thức những cái món ăn ở đây, từ ớt cho đến những món cá, thì sẽ cảm nhận đầy đủ hơn về cái đặc trưng của Đồng Tháp chúng mình. À, còn bây giờ thì miền Tây Phố xin hẹn gặp lại quý vị trong một clip khác. Chúng ta sẽ thưởng thức một cái ẩm thực khác của một cái quán cũng đặc trưng của Cao Lãnh. Và để biết đó là cái quán gì thì quý vị hãy cùng đăng ký kênh để mà tiếp tục theo dõi những clip sau quý vị nhé. Bây giờ thì cảm ơn anh Duy, và cảm ơn anh Vĩnh, và cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại mình ăn tiếp đây.